Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo Tiền Phong. Liên quan đến vụ đại án chuyến bay giải cứu, mới đây khi được tự bổ sung phần bào chữa của luật sư, cựu cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan đã mong hội đồng xét xử xem xét gỡ kê biên căn nhà tại quận Nam Từ Liêm Hà Nội để gia đình có nơi sinh sống. Trước đó, bà Lan bị cáo buộc nhận hơn 25 tỷ đồng từ đại diện các doanh nghiệp khi thực hiện cấp phép chuyến bay giải cứu và mới nộp khắc phục hơn 900 triệu đồng. Trong phần luận tội vụ chuyến bay giải cứu, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, bị cáo buộc đã nhận hơn 25 tỷ đồng tiền hối lộ. Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Theo đó, đại diện viện kiểm sát khẳng định, hành vi của bà Lan đã cấu thành tội nhận hối lộ theo điểm a, khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự. Đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bà Lan mức án 18 đến 19 năm tù. Đại diện Viện kiểm sát xác nhận, bị cáo Lan và gia đình đã nộp 900 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Viện kiểm sát đề nghị tiếp tục truy thu hơn 24 tỷ đồng để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước, đề nghị tiếp tục kê biên phong tỏa tài khoản, tài sản liên quan đến bị cáo để đảm bảo thi hành án. Trong đó đề nghị phong tỏa số tiền hơn 255 triệu đồng tại các ngân hàng và hàng loạt mã trái phiếu. Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị tiếp tục kê biên các tài sản đứng tên Cựu cục trưởng Cục lãnh sự gồm một căn hộ trung cư ở tòa nhà Grand Palace Đằng Võ, Hà Nội, một ô tô 5 chỗ ngồi nhãn hiệu Lexus RX 300 màu trắng, một căn hộ trung cư ở tổ hợp văn phòng thương mại và trung cư cao cấp Golden Place, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong phần tự bào chữa vào chiều ngày 18 tháng 7, bị cáo Lan mong được hội đồng xét xử giải tỏa kê biên căn hộ tại Nam Từ Liêm để gia đình bị cáo có nơi sinh sống và bị cáo có nơi để quay về. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, Bị cáo Lan nói, đối với các tài sản khác, bị cáo mong hội đồng xét xử cho giải tỏa kê biên, phong tỏa các tài sản để bị cáo nhờ gia đình xử lý các tài sản này, lấy tiền nộp cho ngân sách nhà nước, thực hiện nghĩa vụ tài chính. Ở giai đoạn điều tra, bà Lan bị cơ quan tố tụng đánh giá là một trong bốn bị cáo, không chịu hợp tác và làm khó cơ quan điều tra. Xong tại tòa, bà Lan bất ngờ thay đổi thái độ. Người này thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Bà Lan cho hay, khi còn công tác, bản thân luôn tuân thủ các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp mà tổ công tác 5 bộ đặt ra. Bộ Ngoại giao cũng có công văn trao đổi với các bộ trong tổ, báo cáo chính phủ về tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp. Tiếp tục trình bày, cựu cục trường cho rằng năm 2021 có một số doanh nghiệp đề nghị tăng chuyến bay combo, nhưng bị cáo thấy nhiều công dân không đủ điều kiện bay trả phí, nên bị cáo vẫn kiến nghị duy trì chuyến bay miễn phí cách ly tại cơ sở quân đội. Bên cạnh đó, khi nhận được thông tin công dân phàn nàn giá vé cao, dịch vụ không đúng như cam kết, bị cáo đã yêu cầu kiểm tra lại và nhắc nhở doanh nghiệp phải kiểm soát giá vé, đảm bảo quyền lợi công dân, đảm bảo dịch vụ cách ly, tiêm vaccine đúng như cam kết. Qua phần bào chữa của mình, bà Lan cũng mong hội đồng xét xử xem xét vì công tác bảo hộ công dân được triển khai thường xuyên. Bị cáo dẫn chứng năm 2021 đã tổ chức nhiều chuyến bay, đưa hơn 10.000 công dân bị mắc kẹt ở Libya về nội chiến, Năm 2019, Bộ Ngoại giao phối hợp kiến nghị đưa khẩn cấp thi thể 39 nạn nhân tử vong trong container đông lạnh ở Anh về. Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, bà Lan cho biết, việc kiến nghị tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục Lãnh sự và Bộ Ngoại giao. Các cán bộ ở hai cơ quan này không lợi dụng dịch để tổ chức, qua đó bà mong hội đồng xét xử không áp dụng tình tiết tăng nặng là lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh phạm tội. Cuối cùng, cựu cục trưởng cục lãnh sự mong hội đồng xét xử xem xét tuyên hình phạt nhẹ hơn với đề nghị của viện kiểm sát để bản thân có cơ hội sớm trở về làm lại cuộc đời. Người này cũng xin giảm hình phạt cho nhóm bị cáo từng là cấp dưới ở cục lãnh sự. Thưa quý vị, sáng 19 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục dành thời gian để các luật sư và các bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu trình bày những luận cứ bào chữa và lời tự gỡ tội cho mình. Trước hội đồng xét xử, bị cáo Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia khai, đã đạp đổ bát cơm của cò mồi khi đưa người bị tù ở Malaysia về nước, nên các môi giới tại trại tạm giam ở Malaysia đã làm đơn tố cáo sai phạm cán bộ, nhân viên đại sứ quán. Theo đó, ông Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ và bị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù. Trong phần trình bày bổ sung phần bào chữa của luật sư vào sáng 19 tháng 7, bị cáo Trần Việt Thái khẳng định sẵn sàng bồi thường nếu cơ quan tiến hành tố tụng xác định sai phạm của ông gây thiệt hại. Theo ông Thái, việc thu kinh phí dự phòng đối với người dân và các tù nhân tại Malaysia là bất khả kháng nhằm đề phòng các tình huống có thể xảy ra. Đại sứ quán hoàn toàn không có động cơ thu nhiều để chia chác. Tại Malaysia có 4 trại chờ dành cho các tù nhân. Thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, ông Thái đã cử nhân viên đi khảo sát, khi trở về, nhân viên báo cáo lại tình hình môi giới trong các trại vô cùng phức tạp. Bị cáo Trần Việt Thái cho rằng, Quách Văn Mừng, người Việt sống tại Malaysia là cò mồi, thu từ 40 đến 80 triệu đồng một người muốn về nước. Đại sứ quán sau đó nghiên cứu, thấy ở các trại tù nữ có hiện tượng ép e buộc chị em dùng ma túy, bóc lột, sau đó bị cáo đã yêu cầu nếu có chuyến bay, đưa chị em đó dồn vào cho về sớm nhất có thể. Ông Thái cho hay tại các trại nam cò mồi câu kết với người bản địa thu phí cao do vậy ông thái đã chỉ đạo cấp dưới đưa họ về với giá thấp theo ông thái chính vì đại sứ quán ngăn chặn hành vi môi giới thu tiền nên đối tượng quách văn mừng đã viết đơn tố cáo cá nhân ông và các nhân viên theo ông thái khi dịch bùng phát tình hình tại các nước rất căng thẳng tại nhật bản đã xảy ra biểu tình ở trước cửa đại sứ quán còn ở malaysia đã có 4 công dân nhảy vào đại sứ quán quyên sinh ông thái cho biết lúc đó rất căng thẳng nên phải thu thêm kinh phí dự trù các trại tù ở xa, người mãn hạn tù phải được nuôi một tháng, vì mỗi tháng chỉ một chuyến bay. Do vậy, đại sứ quán tại Malaysia thu của họ từ 2 đến 3 triệu đồng, thấp hơn so với cò mồi khi đó thu từ 40 đến 80 triệu. Bị cáo đã xin 5 đến 6 chuyên cơ chở người về nước, thì bị cáo Đỗ Hoàng Tùng, cục phó lãnh sự nói không có chỗ cách ly, nên không cho về tất cả một lúc, chỉ cho về dần dần. Về lý do không sử dụng tài khoản đại sứ quán mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân, Ông Thái giải thích theo luật kế toán, các ông không được phép sử dụng tài khoản ngân hàng của đại sứ quán. Trong khi đó, tiền kinh phí giải ngân ở đại sứ quán thường rất chậm, trong khi các chuyến bay thường diễn ra nhanh từ chỉ 5 đến 7 ngày. Đối với việc đưa công dân và người mãn hạn tù về nước, ông Thái cho rằng sau khi bị gây sức ép, phía đại sứ quán đã liên hệ về cục lãnh sự, xong nhận được câu trả lời, trong nước hiện chưa có phương án cách đi, buộc họ phải đưa về theo các nhóm nhỏ. Đây là nguyên nhân khiến việc đưa người về kéo dài nhiều tháng. Quá trình đưa công dân về nước, riêng nhóm tù nhân có 8 chuyến, việc đại sứ quán can thiệp đưa họ về là nguyên nhân khiến các môi giới gửi những lá đơn tố cáo. Bị cáo Thái nói và khẳng định việc thu tiền của họ là bắt buộc vì đại sứ quán không còn cách nào khác. Cuối buổi bào chữa, ông Thái mong hội đồng xét xử xem xét lại hoàn cảnh của ông cũng như các thuộc cấp để đưa ra phán quyết nhẹ nhàng hơn.